Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viếng, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Khổ qua ngọt vui vẻ. Con đói rồi, đói quá. Chơi nóng người rồi à, quạt chút đi. Ngoại ơi, sao ngoại lại đưa cái quạt cho con vậy? Đã nấu xong cơm trưa chưa? Con nói là đói rồi, mà ngoại sắp nấu xong cơm trưa rồi. Bên kia có miếng bánh hay là con ăn tạm trước đi. Hiếu Hiếu, thể nói chuyện phải từ tốt, chứ nói nhanh, chứ mơ hồ, để người nghe có thể nghe rõ, cũng là sự cung kính và tôn trọng đối với trưởng bối. Hả? Anh nói gì vậy? Hiếu Hiếu, ngoại bị hoa mắt rồi, nhìn không rõ chữ trên tờ báo này. Con qua đây đọc tin tức giúp cho ngoại được không? Đều là tin tức về nông sản, chán chết đi được. Năm nay táo Hoàng Kim công chúa số 7 bội thu, nhận được sự chào đón của cư dân thành thị và nông thôn. Đợi một chút, là số mấy? Số 1 hả? Là số 7 đó ngoại. Ồ, được. Hiếu Hiếu, đừng đọc nhanh như vậy, chậm một chút. Sản lượng gạo năm nay so với năm ngoái. Hiếu Hiếu, đọc rõ một chút, đừng có mơ hồ như vậy. Cái gì? Tôm khô năm nay? Ê trời, ê, đau quá. Hiếu Hiếu, con sao vậy? Ngoại ơi, con cắn phải lưỡi rồi. Sao vậy Hiếu Hiếu? Đã nói với em phải nói năng đàng hoàng rồi. Hiếu Hiếu, con bị nhiệt miệng rồi, lưỡi bị loét rồi đó. Ngoại ơi, tại sao ngoại nhất định phải xem mấy tin tức vô vị này vậy? Ngoại muốn tìm hiểu người dân thành thị và nông thôn đều thích ăn gì, thiếu những loại trái cây rau củ gì, sau đó mới có thể gây trồng ra những loại trái cây rau củ mới nhiều dinh dưỡng hơn, để mọi người có thể ăn uống tốt hơn. Đây là việc mà ngoại thích làm nhất. Nếu Hiếu Hiếu không thích đọc thì đừng đọc nữa. Bị nhiệt miệng thì nên ăn nhiều khổ qua. Bây giờ ngoại đi xào khổ qua cho con nha. Hả? Ngoại ơi, con không muốn ăn khổ qua đâu. Con ghét nhất ăn khổ qua. À trời, sao có thể kén ăn vậy được? Khổ qua là một thực phẩm tốt, thanh nhiệt trừ quả lại giải độc nữa. Ngoại ơi, con xin ngoại đó. Tất cả bạn học trong lớp của con không có ai thích ăn khổ qua hết. Ngay cả Tiểu Sủng Ca cũng không có thích ăn khổ qua đâu. Đúng rồi, ông có thể nghiên cứu một loại khổ qua có vị ngọt mà trẻ em thích ăn, vừa giữ được giá trị dinh dưỡng và công hiệu thanh nhiệt giải độc, vừa có mùi vị thơm ngon để cho trẻ em không còn kén ăn nữa, duy trì dinh dưỡng cân bằng. Mọi người thấy chủ ý của ngoại thế nào hả? Được đó. Ông bà ngoại, hai người ăn nhiều thêm một chút đi. Khổ qua có vị ngọt cũng vĩnh viễn không thể thơm ngọt như dưa lưới được đâu. Mình chả hứng thú chút nào hết. Chi bằng khi nãy đọc cho đàng hoàng sẽ không bị như vậy rồi. Ngoại ơi, ngoại đi đâu vậy? Ngoại đi nghiên cứu xem làm sao có thể trồng ra khổ qua ngọt. Đây là trách nhiệm của ngoại, con có muốn cùng đi với ngoại không? Dạ thôi. Mỗi ngày đều phải ăn khổ qua. Ngoại ơi, ngoại sao vậy? Khổ qua này sao lại có vị chua chua ta? Mùi vị kỳ quái quá. Chắc là ngoại nghiên cứu thất bại rồi, chúng ta đừng làm phiền ngoại nữa. Nhưng mà nhìn ngoại có vẻ rất là buồn đó. Chúng ta có nên giúp ngoại hay không hả? Đương nhiên rồi.
Chỉ có điều... Tiểu Sủng ca, anh thi triển pháp thuật đi, giúp ngoại trồng được khổ hoa ngọt đi. Hey, em cũng biết đó, anh cũng rất sợ khổ hoa. Lần này anh thật sự không có chút linh cảm nào. Tiểu Sủng ca, chúng ta nhất định phải giúp ngoại đạt được như nguyện. Nếu không thì ngoại sẽ... Được, em để anh suy nghĩ, được không? Hiếu Hiếu, anh nghĩ ra rồi. Chúng ta có thể xin ông thổ địa giúp đỡ. Ở ngọn núi Tinh Nguyệt xa xôi có một cái đỉnh âm thanh vô cùng cổ xưa. Nó thông qua cảm ứng ngữ âm của con người truyền đạt cho ông thổ địa ở sâu dưới lòng đất. Ông thổ địa có thể giúp con người thực hiện những nguyện vọng đặc thù. Tạm biệt Tiểu Sủng ca, sớm trở về nha. Em nói dưới chiếc đỉnh thông qua miệng loa này, lắp mạng nhện sẽ có thể cảm ứng được ngữ âm của em. Ông thổ địa ơi, xin ông cho con một hạt giống khổ qua ngọt. Có thể do em nói nhanh quá, chiếc đỉnh không nghe ra được, không cách nào truyền đạt cho ông thổ địa được hết. Ông thổ địa, xin ông cho con một hạt giống ngọt đi. Liệu có phải em nói quá chậm không? Nếu như năng lượng của âm thanh quá yếu thì ông thổ địa cũng không nghe được. Ông thổ địa, cầu xin ông cho con. Ai vậy? Sao không biết nói chuyện gì hết? Làm tay của ta muốn điếc luôn rồi. Ông là ông thổ địa có đúng không? Muốn nói gì thì thông qua chiếc đỉnh, bản thân không thể nào hiện thân ra suốt được. Ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời sẽ tổn hại cơ thể của ta. Nhất định phải nói cho đàng hoàng. Mệt quá, xin ông cho con một ít hạt giống ngọt. Wow, thật tốt quá. Thật nhiều khổ qua. Mặn quá. Dạ, em xem. Có phải do con không nói rõ với ông thổ địa không, khiến cho ông ấy nghe nhầm rồi? Con nói rõ rồi, con nói là ông thổ địa ơi, xin ông cho con một hạt giống khổ qua ngọt. Cái gì, ngọt hay là mặn? Ngọt và mặn phát âm khá tương tự. Nếu phát âm hơi không rõ một chút thì đỉnh âm thanh sẽ cảm ứng không rõ, cho nên ông thổ địa sẽ phán đoán sai. Em đã nói rõ ràng rồi mà. Ý trời, hỏng rồi. Đến trái cây cũng có vị đắng vị mặn rồi. Ông nói ơi, chuyện này thế nào? Đất của chúng ta. Chẳng lẽ thật sự do em nói không rõ? Đúng rồi, chúng ta chia ra nói hai từ mặn và ngọt dưới chiếc đỉnh, sau đó lại xem tình trạng hoạt động của mạng nhện. Đây không phải là số liệu chính xác nhất sao? Mặn. Đây là hình thái mạng nhện của chữ mặn. Ngọt. Đây là hình thái mạng nhện của chữ ngọt. Đỉnh âm thanh cũng giống như máy sóng âm điện tử vậy, chắc không sai đâu. Xem ra thật sự là do em nói không rõ rồi. Nhiều lúc có thể chỉ vì sự khác biệt của một chữ mà mang lại rất nhiều phiền phức, thậm chí tạo thành tổn thất nghiêm trọng, càng tạo thành sự bất tiện cho người khác. Chức năng của ngôn ngữ chính là giúp người với người có thể giao lưu với nhau hiệu quả hơn. Nói chuyện rõ ràng, phát âm từng câu, từng chữ rõ ràng, tốc độ nói không được quá nhanh hay quá chậm, ngữ điệu không được quá mạnh hay quá yếu. Điều gì muốn cho người nghe được rõ ràng, nghe thấy thoải mái, cho nên nhất định không được xem thường tầm quan trọng của cách nói chuyện. Đất động quá, con không có pháp lực mạnh như vậy, không thể rửa sạch cả mảnh đất được. Đây là chuyện gì vậy? Sao lại biến đất đai thành ngập úng như vậy, khiến cho bản thân toàn thân không thoải mái? Xin lỗi ông thổ địa, là lỗi tại con. Hôm đó con nói không rõ ràng. Thật ra thứ con muốn không phải là hạt giống mặn, mới hại ông phải khó chịu, cũng phá hủy ruộng đất của ông bà ngoại. Cái gì? Thứ con muốn không phải là hạt giống mặn sao? Con muốn nói là hạt giống ngọt. Cái gì? Mình còn mặt mũi nào đi cầu xin ông thổ địa hạt giống ngọt nữa? Ngoại ơi, chưa thành công sao ngoại? Ê, khó đó. Ừ.
Ông thổ địa, xin ông cho con thêm một cơ hội nữa, cho con hạt giống ngọt. Hạt giống ngọt đó, con nhất định giúp ông ngoại đạt thành ước nguyện. Con biết ông sợ nhìn thấy ánh mặt trời, con đã đào xuống dưới đất. Ông không phải hiện thân ở trên mặt đất nữa. Chỗ này được đó, bản thần tha thứ cho con. Con quay về đi, hạt giống tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngọt quá. Anh cũng muốn ăn, anh cũng muốn ăn. Ngoại ơi ngoại, ngoại lên báo rồi. Ông lão giàu lòng nhân ái trồng ra khổ qua ngọt, dinh dưỡng lại mỹ vị. Bạn nhỏ ăn rồi kêu a a. Ngôn ngữ là con đường chủ yếu nhất để con người giao lưu với nhau. Mong các bạn nhỏ khi nói chuyện nhất định chú ý tốc độ, ngữ điệu và phát âm phải rõ ràng. Trong trường hợp khác nhau, đối với những người khác nhau, nên sử dụng ngôn ngữ phù hợp nhất với đối phương. Đây vừa là sự tôn trọng người khác, đồng thời cũng thể hiện sự oai nghi của bản thân. Love.